Lan Ngọc gây xôn xao với khoảnh khắc bị đàn chị nổi tiếng chèn ép khi ghi hình, fan tỏ ra e dè. Mới đây, xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip Ninh Dương Lan Ngọc cùng đàn chị nổi tiếng đứng chung khung hình khiến dân tình phải chú ý. Theo đó, nữ diễn viên lộ rõ việc bị lấn lướt khiến fan không khỏi ái ngại. Trên kênh TikTok cá nhân, mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên bắt trend nhảy múa cùng hai người bạn là Khổng Tú Quỳnh và Linh Ly, thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng. Trong clip, ba cô nàng xuất hiện với trang phục khoe trọn vóc dáng quyến rũ, bao gồm áo crop top và chân váy ngắn. Ninh Dương Lan Ngọc đã cùng Linh Ly và Khổng Tú Quỳnh thực hiện một vài động tác vũ đạo trên nền nhạc đang rất viral những ngày gần đây. Vốn là những cô gái sở hữu thế mạnh về nhảy múa vũ đạo, thế nên chiếc trend này dường như không thể làm khó được ba cô nàng xinh đẹp. Bên dưới đoạn clip bắt trend nhảy múa, cộng đồng mạng đã không ngừng tấm tắc trước nhan sắc của ba cô nàng. Đáng chú ý, lâu lâu xuất hiện Khổng Tú Quỳnh khiến cộng đồng fan phải liên tục trầm trồ trước thần thái khi nhảy múa cực cuốn hút. Điều này cũng dễ hiểu khi Khổng Tú Quỳnh được biết đến là một ca sĩ, thế nên khả năng cảm nhạc của cô nàng cũng rất tốt, biểu cảm và thần thái khi nhảy cũng có phần cuốn hút hơn Ninh Dương Lan Ngọc và Linh Ly. Tuy nhiên nhìn chung thì cả ba cô nàng đã có một màn bắt trend nhảy múa khiến dân tình cứ phải replay mãi mà thôi. Ngoài nhảy nhót, Ninh Dương Lan Ngọc còn có niềm đam mê đặc biệt với ca hát, bằng chứng là nữ diễn viên từng đầu tư nghiêm túc cho con đường đi này khi cho ra lò MV ca khúc trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Ninh Dương Lan Ngọc từng cho ra mắt một số MV ca nhạc như Gái Già Tuyển Phi Công, Gái Già Muốn Lấy Chồng, Yêu Em Phải Nói. Dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp nhưng những sản phẩm của cô nhận về hàng chục lượt xem vì yếu tố giải trí cao. Nhắc đến chuyện cầm mic của nữ diễn viên, được biết Tì Tì Đạp Gió Dậy Sóng bản Việt, Chị Đẹp Đạp Gió Dậy Sóng 2023 đã công bố dàn cast chính cho năm nay khiến cư dân mạng không khỏi hào hứng. Trong đó, Lan Ngọc là một trong những cái tên gây chú ý nhất khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Dậy Sóng 2023. Nổi tiếng với vai trò diễn viên năng nổ tham gia các show thực tế, Ngọc nữ gây tò mò khi giờ đây lấn sân sang chương trình ca hát. Khả năng trình diễn sân khấu của nữ diễn viên được fan hết sức trông đợi. Nói về quyết định tham gia chương trình thực tế về ca hát, Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ: "Trong năm nay, tôi chưa xuất hiện ở chương trình thực tế nào hết. Chị Đẹp Đạp Gió Dậy Sóng 2023 là một chương trình mới có format mới mẻ và hấp dẫn. Tôi cảm thấy mình sẽ rất vui nếu tham gia chương trình này. Khi quyết định tham gia, tôi chỉ nghĩ đơn giản mình sẽ mang được nhiều điều đặc biệt cho khán giả chứ không đặt nặng quá nhiều suy nghĩ, chiến lược. Trước đây tôi có tham gia một chương trình về nhảy nên bây giờ tôi cũng muốn quay trở lại sân khấu để biến hóa đa dạng hơn. Từ đó khán giả cũng sẽ thấy được một góc độ nào đó về hình ảnh của Lan Ngọc trên sân khấu như thế nào." Nữ diễn viên cũng không ngại thừa nhận ca hát không phải là sở trường của bản thân. Chính vì vậy, Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ mục đích đến chương trình là để có cơ hội được gặp các nghệ sĩ chuyên về ca hát để được nâng cấp giọng hát vì hồi xưa không được học ai và cũng không ai dạy. Ninh Dương Lan Ngọc đã có một thời gian không góp mặt trong dự án phim ảnh nào, dù là truyền hình hay điện ảnh, sự vắng bóng của cô trên màn ảnh không khỏi khiến người hâm mộ mong chờ. Tuy nhiên, cô nàng lại thường xuyên check-in phòng tập nhảy, phòng thu khiến người hâm mộ háo hức. Cư dân mạng tin rằng Ninh Dương Lan Ngọc dường như đã sẵn sàng cho sự trở lại hoành tráng, mang lại thật nhiều bất ngờ cho người hâm mộ. Nổi tiếng là sao nữ đa tài, cô không chỉ diễn xuất tốt mà còn có kinh nghiệm tham gia các chương trình giải trí, sở hữu khả năng biểu diễn ấn tượng khi từng là quán quân chương trình Bước Nhảy Hoàn Vũ 2015, vừa thu âm lại vừa tập nhảy. Fan có lý do để tin rằng Ninh Dương Lan Ngọc sẽ tỏa sáng trên sân khấu một lần nữa trong chương trình thực tế sắp lên sóng. Được biết, show giải trí được mong đợi này dự kiến sẽ phát sóng vào tháng 10 tới. Ninh Dương Lan Ngọc, sinh năm 1990, được biết đến khi đóng phim điện ảnh Cánh Đồng Bất Tận và đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc của Cánh Diều Vàng. Những bộ phim cô góp mặt sau đó như Trúng Số, Tèo Em, Tấm Cám Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, Cua Lại Vợ Bầu, Gái Già Lắm Chiêu, 2-3 đều đạt doanh thu tốt. Ninh Dương Lan Ngọc còn tham gia các phim truyền hình như Vừa Đi Vừa Khóc, Mối Tình Đầu Của Tôi.